Đây là trang trại nuôi ốc bưu đen của anh Đặng Tài Thi tại xã Quảng An, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế. Ngày nắng cũng như ngày mưa, người đàn ông cần mẫn này đều chăm bẵm trên mỗi ao nuôi. Công việc lặng lẽ tưởng chừng như đơn giản, nhưng đòi hỏi người nuôi phải tỉ mẩn quan sát sự sinh sôi phát triển của đàn ốc. Bén duyên với nghề bằng những suy nghĩ phải làm giàu trên mảnh đất quê hương. Nhìn thấy những cơ hội phía trước về thị trường ốc bưu giống và thương phẩm đang có nhu cầu rất lớn. Ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế giảng đường, anh đã ấp ủ mô hình nuôi ốc bưu đen và đã bắt tay vào thử nghiệm. Từ 100m² nuôi thí điểm, đến nay gần 5 năm, trang trại nhân nuôi ốc giống và ốc thương phẩm của anh có tổng diện tích được nhân rộng trên 1.500m². Anh Thi cho biết, ốc bưu đen có rất nhiều thiên địch, từ chim bìm bịp, gà, vịt, ngan, ngỗng, chuột, đến lươn, cá rô, cá chép. Bởi thế, việc bảo vệ môi trường ao nuôi, tránh khỏi các đối tượng trên là vô cùng quan trọng. Về nguồn thức ăn, tuy là loài ăn tạp, song các loại mướp, bầu bí, khoai môn, thủy sinh như bông súng, rong rêu, bèo tấm đều phải đảm bảo sạch, không có hóa chất. Trong quá trình chăn nuôi, con giống luôn được anh chăm sóc tốt và cẩn thận, nên con giống xuất ra thị trường luôn đảm bảo chất lượng, không bệnh tật, phát triển tốt và cho năng suất cao. Với sự sáng tạo trong nuôi thả, anh đã phân chia khu nuôi khác nhau theo độ tuổi của ốc để khi thu hoạch, trọng lượng của đàn ốc có độ đồng đều cao lại không ảnh hưởng đến đàn ốc đang sinh trưởng. Mô hình cũng đã trở thành nơi tham quan, học hỏi của nhiều bà con nông dân. Hiện tại, ốc bưu đen thương phẩm, trứng và ốc giống của anh Thi được cung ứng cho thị trường các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng. Anh Thi luôn sẵn sàng hỗ trợ kỹ thuật tận tình trong suốt quá trình nuôi, giúp bà con đạt hiệu quả cao nhất. Nắm bắt được nhu cầu thị trường và dám nghĩ, dám làm, anh đã có những thành công bước đầu. Với trang trại nuôi ốc bưu đen tại quê hương, người nông dân trẻ Đặng Tài Thi đạt được, thêm một lần nữa khẳng định rằng tại mỗi vùng đất tại miền quê hoàn toàn có thể giúp mỗi người dựa vào sự năng động, học hỏi với khát vọng lập nghiệp của mình để xây dựng kinh tế, xóa nghèo và làm giàu cho gia đình và xã hội.